Ok, một lần nữa Văn Thao lại xin kính chào các bạn theo dõi cái kênh nông nghiệp và con giống, đặc biệt là chủ đề về con chim cu gáy. Hôm nay thì mình cũng lại một lần nữa trên cái tinh thần chia sẻ thì đây là một cái ô chuồng của mình, có thể nói là nuôi hoang dã chứ không phải là bán hoang dã. Nếu như các bạn nói bán thì cũng đúng, mà hoang dã thì bởi vì là cái diện tích rồng chuồng ở đây là quá rộng. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể thấy là rất là rộng. Thì ở đây là trên cái nền như thế này các bạn đổ cát đúng không ạ? Và ở đây là những cái thành phần lúa các bạn để vào đây thì chó chúng sẽ gì, những cái hạt nếp chúng sẽ không ăn và những cái hạt chắc thì chúng sẽ gì ăn. Và chúng ta có thể thấy đây là có thể là có những con bọ rất là tự nhiên như thế này, bởi vì đây là một không gian là quần thể sinh vật bao gồm các lớp cỏ cây và gì ở trên bầu trên này là có một cái máng uống cho gà, mình dùng để cho chim bay xuống để uống, và thỉnh thoảng thì mình bơm đầy cái bể này. Đây là một cái bể lội, chúng sẽ gì, chúng sẽ xuống chúng sẽ tắm. Mục đích của như này chúng ta sẽ tạo cái khuôn viên sinh thái. Thứ nhất là con chim nó sẽ thì rộng rãi và nó ăn đất, ăn cát, ăn sỏi, ăn những con côn trùng ở dưới mặt đất như thế này. Và những con dận, con dẹp ở trên con chim thì nó sẽ không trú ký không trú được, bởi vì con chim nó bay rất là rộng. Mạnh, sải cánh thoải mái, con chim nó sẽ khỏe về cái nhịp tim cũng như cái như phòng được những cái bệnh phổ biến. Và cái ưu điểm của cái mô hình này thì các bạn có thể thấy là chúng ta nuôi công thì ít nhưng mà nuôi số lượng đầu chim thì rất là nhiều, và đặc biệt là con chim thì nó sẽ gì rất là khỏe và gì chúng ta chăm sóc công rất là ít và ít bệnh dịch. Thì con chim cái mái như thế này thì là những cái phần để cho chim phơi nắng bậu ở trên mặt trên, còn ở cái phần dưới này là không gian để chúng thì gọi là cu đất, bởi vì là gì, chim cu này nó rất thích ăn, kiếm ăn ở dưới đất, đặc biệt là những cái khu vực ruộng nương ruộng ngô ở ngoài thiên nhiên. Và một trong những cái khu vực ở dưới gầm, khu mà mưa gió bão bùng hoặc là những cái hôm nóng nắng thì chim sẽ chui xuống gầm này để chúng ta chúng sẽ trú ẩn, và chúng sẽ ở trong cái mái tre này thì không bị lạnh, không bị ướt. Thì mỗi một cái ô như thế này các bạn để khoảng cách khoảng 1 mét, các bạn để một cái giỏ và để rác vào như thế này. Thì đến cái tuổi cập kê chúng sẽ tự cặp đôi với nhau và chúng sẽ tìm đến một cái vị trí an toàn thích hợp, chúng sẽ gì ấp và nuôi con. Thì, và chúng ta đặc biệt là cái mô hình này thì các bạn có thể thấy là rất là gì, rất là tốn kém. Các bạn cũng có thể xây bằng sắt, bằng bờ lô và bằng gì, bằng gạch chi và bằng rổ nhựa. Chúng ta có thể hàn những cái que sắt như này và những cái que bậu và những cái không không gian trong trong chuồng đẻ như thế này. Thì trên cái nền này thì chúng ta có thể thấy là gì, mặc dù nuôi rất lâu nhưng mà không có mùi, không có phân nhiều, và chúng sẽ gì, chúng sẽ rất là sạch và thậm chí có cả mùn run ở đây. Thì đây là những cái mô hình mà dành cho những người có điều kiện đất đai rộng rãi và dám đầu tư. Thì mỗi một ô chuồng như này thì các bạn rộng có thể là lên đến hàng trăm mét vuông. Thì số lượng chúng ta có thể nuôi lên vào hàng 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 vài trăm con, và chúng sẽ tự cặp đôi. Điều đó cái công tác ghép đôi chúng ta không phải quan tâm nữa, và đặc biệt là gì, chúng ta chăm sóc rất là nhàn, chỉ cần một cái máng uống, hai cái máng uống nước để vài góc trong góc như thế này, ổ đẻ như này, chúng sẽ tự hoang dã thiên nhiên cỏ cây hoa lá, chúng sẽ tự kiếm ăn, chúng sẽ có cái môi trường sinh thái như là gì tự nhiên, và chúng ta sẽ có thể là ngắm vãn cảnh rất là đẹp. Và đây là những cái khóm cỏ tạo lên cái không gian và độ ẩm. Có những con kiến, các bạn có thể thấy là có những con kiến, có những con ong, có những con côn trùng được cũng sống ở đây, và đó cũng là một cái nguồn thức ăn tự nhiên cho con chim khi chúng thiếu chất. Và đặc biệt là cái đất gọi là đất này là đất đất đồi,
thì các bạn sẽ thấy là cái đất này rất quý, bởi vì là con chim đó rất hay ăn đất ngoài này trong tự nhiên, và đặc biệt trên nền thì các bạn không quên đổ cát. À, và ưu điểm của cái này thì các bạn thấy là có gì, là chúng ta không không có kẻ thù của chim, đó là những con chuột nó ăn mất thức ăn trong nền chuồng, và những con rắn nó sẽ tấn công. Thì các bạn dùng cái lưới xanh nhỏ các bạn căng thì chỉ có những con rắn to bằng ngón tay út thì mới chui qua được. Và đặc biệt là chúng ta không nên để lưới sát mặt đất, chúng ta để lưới sát mặt đất thì chúng ta sẽ gì, là sẽ rắn sẽ trườn theo mặt đất và chúng sẽ trườn vào trong, đó là kẻ thù của chim. Mà chúng ta nên xây tứ bề cao lên và mặt tiền chúng ta xây lên khoảng 80-90 phân thì rắn không thể ngoi ngóc và bò vào được, cái cơ hội để rắn tấn công vào khu vực của mình sẽ rất ít đi. Và kính thưa các bạn, đây là những cái mô hình mà mình đã phát triển, và đặc biệt là những cái mô hình này thì mình sẽ cho chim Pháp, chim ta lẫn vào. Thì con chim Pháp thì chúng sẽ đẻ và trứng nuôi con, và cái đây là có thể là một cái dàn dàn mái ấp, các bạn có thể nhìn thấy đó là những con chim ở trên mái, đó là những con chim rất là, chúng đã có đang nuôi con, đang ấp trứng và đang là những con chim hậu bị rất nhiều thế hệ. Thì đó là cái thí điểm cũng như là cái chủ đề, và mình muốn phát triển cái con chim cô gái này, biến cái dàn chim này nó như một cái mái ấp mà mình không phải chi phí gì, cái lượng thức ăn cho ăn thì cũng không bị lãng phí, cũng không bị những con khác ăn mất đi, và đặc biệt là nó tạo thành một cái quảnh quảnh ca quảnh cảnh quan khuôn viên rất là gì, đẹp. Nếu như một ngày nắng ấm các bạn có thể thấy là gì, chúng gáy chúng bay chúng lượn, có những con chim trắng tinh, có những con chim xám, con chim nâu, con chim hồng, con chim xanh, và cho chúng sẽ gì tắm như là vịt ngan ở bơi. Chúng rất là, hôm nay thì rất tiếc là trời cũng chưa phải là hửng nắng, các bạn không thấy được cái cảnh đó. Và các bạn có thể thấy là đây là gì, đây là trên nền mặt đất bình thường tự nhiên, sỏi đá cát như này, chúng ta để lúa cho chim ăn như gà. Và các bạn có thể thấy là đây là một đàn kiến, và đây là những con côn trùng sống trú ẩn ở trong này, có thể là những con nhái hoặc là những con dế mèn hoặc là những con mối. Thì ở đây thì các bạn nên để mỗi góc một cái máng uống như thế này, để tránh trường hợp là gì, chúng ta đi du lịch vài ngày về chim không thể chết được. Kể cả các bạn có những cái xô như thế này, các bạn để một vài cân thóc ở đây thì chúng sẽ ăn từ trên xuống dưới. Tất nhiên mình sẽ cho ăn ra ngoài tự nhiên này, để tạo cái không gian tự nhiên ra ngoài cho nắng. Thì các bạn thân mến, là con chim nuôi như này thì không bao giờ các bạn phải lo bị về bệnh 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 dịch, bởi vì con chim nó rất là khỏe. Thì ví dụ như đây là một trường hợp mà gì, chúng tự tìm một cái ổ đẻ như này, và chúng gì chúng đang nuôi con và không biết là bố mẹ của nó ở đâu, nhưng mà cứ đến bữa là bố mẹ về, bố mẹ nó bón, và gì thế hệ nối tiếp thế hệ, chúng sẽ tự cặp đôi. Và cái cách mà chúng ta làm ở đây là gì, là chúng ta gần như là nuôi theo kiểu hoang dã, nhưng mà tất nhiên là cũng khá chi phí để mà làm một cái nhà chim như thế này, một cái vườn chim như thế này, có những cái cây cỏ bừa bộn rất là tự nhiên. Thì xin chia sẻ với các bạn là đây là những trong những cái mô hình, và cũng chưa ai dám mạnh dạn phát triển, thì mình cũng qua quá trình thì mình cũng phát triển để cho các bạn thấy và các bạn biết là cái lượng chim giống của cái trại chim Vũ Văn Thao thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cấp ra thị trường rất là nhiều, rất là uy tín, và có những cái tư vấn về kỹ thuật mình luôn luôn tìm tòi và luôn có cái sự giao lưu rất rộng với những cái bậc tiền bối về con chim cô gái này. Thì số điện thoại của bên mình liên hệ là 0163 5305 982. Các bạn có thể tư vấn hoặc là đặt những con chim cu khách cũng như con chim mồi hay là con chim giống. Thì trên đây thì các bạn có thể thấy này, hiện giờ thì cái nhà chim vườn này thì các bạn có thể thấy là đàn chim của mình rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là mình sẽ chụp một chút cái góc này. Đó.
Tương tự như bên này đây, các bạn có thể thấy chúng ta nắp nắp ống nước vào đây để cho gì tưới tắm để tạo thành cái bể, và dưới gầm này có rất nhiều những cái ổ chim đó, các bạn có thể thấy. Và đây là gì, đây là cái khu vực mà chúng có thể bậu ở trên để chơi và tăng cái thiết diện để chúng cái gì chơi, tăng thiết diện 2 tầng thì tăng thiết diện về mặt bằng trong cái sàn chuồng. Và đặc biệt chúng ta để nghiêng như này thì gì mưa tự nhiên là phân chim sẽ được rơi xuống đất và ngấm phân hủy đất, đó là cái việc tất yếu thôi. Thì các bạn yên tâm là nuôi như này thì không bao giờ bệnh dịch mà rất nhàn hạ. Nuôi một số lượng chim rất lớn nhưng mà rất là gì rất là ít công, ít nhân công. Và đặc biệt là gì có cái sự hoang dã như này thì con chim nó rất là thơ mộng. Khi chúng ta ghi những cái bức hình cũng như chụp những cái bức ảnh thì các bạn có thể thấy là đó là những một trong những màu sắc ở của cái cơ sở chim cu gáy giống Vũ Văn Thao. Mình thì cũng rất mong muốn là mọi người có những cái kinh nghiệm, cũng có những cái hiểu trải nghiệm của cái chủ đề con chim cu gáy này. Quý vị các bạn có thể là chia sẻ qua cái kênh chim cu gáy hay của mình trên YouTube. Là con chim đó, các bạn thấy là đây. Đây là con chim hồng. Ok, một lần nữa cơ sở cung cấp chim cu gáy giống Vũ Văn Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội xin gửi lời chia sẻ cũng như là một cái tri ân, và cũng xin cung cấp thông tin để quý vị và các bạn trên toàn quốc khi mua những con chim cu gáy giống được yên tâm. Bên mình sẽ hỗ trợ về kỹ thuật cũng như là cái đảm bảo về đôi chim non trống mái đầy đủ cho các bác về làm giống. Và đặc biệt là cái giọng chim thì mình đã sơ tuyển và có những cái con chim giọng thổ rất là hay.
Và đặc biệt là gì, những con chim được lai tạo thế hệ F1, F2 đến F4, F5 nó ra những con màu hồng và những cái màu sắc muôn màu. Đặc biệt là vẫn giữ lại có những cái vẫn giữ lại được những cái gen của chim thuần chủng, chim chim cu đất cu ta Bắc Bộ, đó là gì, mãng ống phấn hồng, và gì nó hot thì rất là hay. Cái số tài khoản để giao dịch với cơ sở chim Vũ Văn Thao, các bạn nên chuyển khoản, bởi vì bây giờ mua bán qua mạng thì rất là lịch sự, nhưng chuyển khoản cho bên mình thì bên mình sẽ có cái sự ưu đãi, các bạn sẽ được ưu đãi về gì giá cả, bởi vì là cái khâu trung chuyển trung gian anh em mình sẽ không phải chi phí nữa. Thì số tài khoản của bên mình là số tài khoản của ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank 22102051566, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Mình rất hoan nghênh các bạn giao dịch cũng như là mua bán qua cái như vậy, thì các bạn chỉ cần để lại cái gì địa chỉ cũng như là các bạn có thể tìm một cái nhà xe đi qua cổng nhà các bạn và lên đến trung tâm thành phố Hà Nội, thì bên mình sẽ có một cái hệ thống tự động gửi hàng đúng chất lượng, đúng yêu cầu và đúng thời gian cho quý vị và các bạn, để các bạn có thể là gì có được những đôi chim giống ưng ý và cùng các bạn phát triển cái con chim trở thành một cái thú cũng như là một cái phát triển kinh tế. Bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, và thế hệ trẻ thì luôn đi những cái thứ khác mà không ai quan tâm đến cái duy trì bảo tồn và cái nông nghiệp, cái chăn nuôi. Chính vì vậy mình cũng rất trăn trở và mình cũng táo bạo đã gây dựng lên một cái thương hiệu chim cu gáy tại Bắc Bộ cũng như là tại huyện Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Còn các bạn có thể là qua cái kênh Zalo được đăng ký bằng số điện thoại 0163530982, đó cũng là cái số điện thoại liên hệ của mình. Cái số liên hệ tiếp theo là các bạn có thể là 0989177982. Các bạn có thể là gì liên hệ hoặc là gì, gửi tin nhắn cho các bạn, và nếu như cái sáng mai các bạn muốn đặt chim thì tối nay các bạn hoặc là ngày hôm trước các bạn lên gọi để mình sắp xếp mình gửi cho kịp xe, bởi vì 6 giờ mình xe đã đi qua nhà mình rồi. Đến 8 giờ kém 20 là chim đã được tập kết ở trung tâm thành phố Hà Nội rồi, và có công ty của bên mình thì cũng có nhân viên là trung chuyển, có sẽ sang xe và sẽ theo yêu cầu của bạn, thì bên mình sẽ thường là sẽ tính chọn gói trong cái việc giá chim và cả tiền cước, và các bạn có thể là gì chuyển khoản hoặc là thanh toán cho nhà xe khi nhận chim nhận hàng. Và đặc biệt là mình rất mong muốn các bạn có cái thiện chí này mua bán lịch sự sòng phẳng và gì đúng chất lượng, thì các bạn yên tâm. Còn cái việc tiếp theo là bên mình sẽ có cái ưu đãi hơn, là bên mình sẽ chim non, với những người có chim non thì bên mình sẽ tặng khuyến mại một cái bộ bón cũng như là gì cái lượng cám để các bạn bón làm sao cho cặp chim đó biết mổ, thì các bạn sẽ có được cặp chim thuần, cặp chim giống thuần, và các bạn làm giống, các bạn làm cu khách cũng được và các bạn làm chim giống cũng được. Thì còn cái kỹ thuật bón cũng như một số những cái bệnh cũng như là cái nhận biết rồi những cái chủ đề sâu xa về con chim gáy thì các bạn có thể là truy cập vào cái các bạn search ở trên trên YouTube là Vũ Văn Thao, sẽ lên cái kênh chim cu gáy hay của mình hoặc là có chim cu gáy hay ở trên Facebook của mình. Thì các bạn có thể là gì gọi điện, mình rất thích các bạn gọi điện, bởi vì là nếu như trả lời Zalo Facebook các bạn rất là lâu mà mình không phải là có nhiều để thời gian để mà trả lời các bạn, mong các bạn thông cảm. Và nếu các bạn gọi không được thì các bạn lên nhắn tin và các bạn lên thông cảm cho mình, bởi vì mình chỉ có một, và các bạn thì giao lưu thông tin qua lại với mình thì rất nhiều, có những lúc có những cuộc gọi là một vài lần các bạn mới bắt được máy, thì cái đấy tôi cũng không biết làm gì hơn. Nếu như mà phát triển tốt hơn thì tôi có thể là gây dựng ra một cái tổng đài hoặc là một cái lượng người nghe trả lời, nhưng mà cái này thì cũng là trên tinh thần là tự phát nên là các bạn cũng không 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 thể mong muốn được hơn, bởi vì mình cũng phải có những cái hoạt động nó vừa phải với cái sức lực của mình, chứ mình cũng không có cái tính chất gì mà nó ghê gớm quá như là một cái gì đấy mà của một tập đoàn. Thì cuối cùng cũng không biết nói gì hơn, mình chia sẻ một cái video này cũng có những cái được và những cái được. Mong các bác thông cảm và các anh em góp ý cũng trên tinh thần là gì phát triển cái chủ đề con chim cu gáy hay hơn, sâu rộng hơn.
Xin chào, kính chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất, sâu xa nhất, nói nhiều về con chim cu gáy. Và một lần nữa chúc quý vị và các bạn, các anh chị một cái gì, một cái sức khỏe, một cái sự thành công mới mẻ trong cuộc sống, mà sẽ có được những cái cặp chim, những con chim thực sự là gì, đúng ý mình, để làm sao là gì có được cái niềm vui trong cuộc sống. Thì đấy, các bạn có thể thấy là trên hình ảnh đấy là những cái khoảnh khắc mà có lẽ là không 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 ở đâu có, không ai có. Đó là gì? Đó là con chim nó bay tà 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 từ trên xuống, và nó ăn theo bầy đàn như kiểu là một đàn bồ câu ở bên nước Nga. Đó là những cái ước muốn của mình là như vậy. Mặc dù chúng vẫn vẫn sinh sản, nhưng mà chúng sẽ mang lại được cái cảnh quan cho người chủ chim, cho người nuôi chim. À, các bạn có thể thấy là chúng rất là đẹp.